nhằm kiểm tra chất lượng của học viên cũng như tạo điều kiện để các em có thể thi đấu cọ sát, nâng cao thể lực. Tối 28 tháng 8, tại nhà văn hóa thanh thiếu niên quận Đống Đa, câu lạc bộ Taekwondo Đống Đa đã tổ chức thi lên đai cho hơn 120 em học viên thuộc khối đai trắng, đai xanh và vàng. Sau 6 tháng tập luyện Taekwondo tại câu lạc bộ Taekwondo Đống Đa, tối ngày 28 tháng 8, ban huấn luyện câu lạc bộ đã tổ chức thi lên đài cho các em học viên. Tới tham dự buổi lễ có Đại võ sư Nguyễn Hùng Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Võ sư Bùi Phi Lân, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Hội Võ thuật Hà Nội, Võ sư Nguyễn Khắc Trịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Võ thuật Hà Nội, Võ sư Nguyễn Thế Hiệp, Phó trưởng đội tuyển Taekwondo quốc gia, chủ nhiệm câu lạc bộ cùng đông đảo võ sinh và các vị phụ huynh học sinh. Qua bài kiểm tra đánh giá chất lượng môn sinh, nhìn chung các em đều nắm vững các kiến thức cơ bản và thực hiện đúng các kỹ thuật yêu cầu. Sau 3 tháng tập luyện thì chúng tôi có cái đợt kiểm tra định kỳ và thi lên cấp. Đây là cái đợt thi đầu tiên của các em mà khi cái trong dịp hè thì cũng đánh giá lại cái công tác tập luyện võ thuật của các em trong cái đợt hè. Và theo đánh giá của tôi thì hôm nay là trong cái dịp hè vừa rồi thì các em võ sinh khi đã đến trung tâm đào quận Đống Đa tập môn Taekwondo thì các em đã tuân thủ rất đầy đủ các nội quy quy định của võ đường và các em đã thực hiện chuyên môn buổi thi hôm nay rất là tốt. Ngoài ra thì chúng tôi cũng thi những cái cấp cao, đó là những cái cấp đai vàng lên đai xanh rồi từ đai xanh lên cấp cao hơn của các cái cấp mà khi các em đã tập luyện từ trước đấy. Có mặt trong buổi thi lên đài của câu lạc bộ Taekwondo Đống Đa, thầy Nguyễn Hùng Sơn, người có công đưa bộ môn Taekwondo từ miền Nam ra phát triển tại miền Bắc, đã bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng vào chất lượng tập luyện của thầy trò huấn luyện viên Thế Hiệp tại câu lạc bộ. Cái liên đoàn Taekwondo Hà Nội cho chúng tôi làm từ thành lập năm 1992 tới bây giờ này thì từ trên tới dưới đều ăn rập đều rất tốt. Riêng cái võ đường Thế Hiệp là võ đường riêng với chúng tôi. Tôi hy vọng rằng tất cả các em trong này là lớn lên tốt. Tại buổi lễ, đại diện cho ban huấn luyện câu lạc bộ, thầy Hùng Sơn cũng đã có món quà nhỏ động viên tinh thần các em học viên đã tham gia và giành thành tích tại giải vô địch Taekwondo tổ chức tại Hà Nội vừa qua.